Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Car Passion. Mình là Hoàng Sơn và hôm nay mình rất là vui khi mình được tham gia cái hành trình Mercedes Club. Và các anh em sẽ đi một chuyến là Summer Trip Nha Trang. Và người bạn đồng hành của mình là chiếc Mercedes. Ngoài chiếc xe Mercedes ở đây thì mình còn một người bạn nữa. Chúng ta cùng nhau khám phá về chiếc camera Vietmap này như thế nào. Theo chân mình nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi theo đoàn. Đây là một cái chuyến hành trình thật sự rất là tuyệt vời, bởi vì đây là cái sự kết nối của rất là nhiều anh em đang đi những chiếc xe Mercedes-Benz. Một cái điểm rất là hay là khi mà các anh em của hội Mercedes-Benz họ bước vào cái chiếc xe của mình, họ nhìn thấy cái camera hành trình của mình và họ hỏi là: ủa camera gì mình nhìn lạ quá vậy? Thì mình rất là bình thường, mình nói: ủa này là một camera của Vietmap mấy anh. Mấy anh lại cứ kêu là của một cái camera của một hãng cao cấp, nói không, của Vietmap đó. Và đây là một cái dòng sản phẩm mới và tất nhiên là chưa có ai review hết. Và đây là một cái video clip mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái đánh giá rất là nhanh về cái sản phẩm camera hành trình với cái tên khá là hay là TS2K. Như các bạn cũng đã biết thì Vietmap là một trong những cái công ty làm camera hành trình và rất là nổi tiếng, đặc biệt là những cái cảnh báo giao thông. Tất nhiên là trên cái thiết bị này chúng ta cũng có được cái cảnh báo giao thông như vậy. Và cái hay nhất trên cái thiết bị này đó chính là cái kiểu dáng thiết kế. Nếu như các bạn nói là những cái camera hành trình trước đây của Vietmap á, cái kiểu dáng nó không được đẹp mắt, thì mình xin hứa các bạn luôn, camera này thực sự rất là đẹp. Cái cách thiết kế như là một cái thỏi son rồi đó. Nếu như các bạn nào mà nhớ một chút về cái thời của năm 2005-2006, chúng ta có bộ huyền thoại đương đại của Nokia đó, cái thỏi son mà 7280 á, thì cái này cũng y chang như vậy. Một cái cách thiết kế thanh ngang rất là đẹp, mà khi các bạn gắn lên chiếc xe sẽ thể hiện một sự sang trọng và một cái cách rất là tinh tế. Một cái điểm tinh tế trên cái dòng camera mới này á, đó chính là cái bộ dây AC. Đối với những dòng xe sang á, như là Mercedes nè, BMW hay là Audi, thì họ không có còn cái ẩu cắm mà cái cắm tẩu như xưa nữa. Và chúng ta có những cái dây cắm mới như tay C nè, tay A. Vậy thì cuối cùng là những cái bộ này chúng ta cắm làm sao? Thì Vietmap đã đưa ra một cái giải pháp, đó chính là một cái bộ plug and play. Các bạn cắm trực tiếp cái bộ dây luôn bằng cái cổng tai C hoặc tai A. Nó tạo cho chúng ta được một cái sự an toàn. An toàn ở cái gì? Vì nếu như các bạn cắm trực tiếp theo cái cổng mà cổng cắm tẩu á, chúng ta sẽ rất là dễ bị tình trạng là xe tắt máy rồi nhưng điện vẫn còn, nó dẫn đến chuyện là hư bình. Như các bạn cũng biết là những cái anh em đi xe mệt á, hay bị tình trạng là xe bị hư bình là do là gắn thêm các thiết bị và không được bảo hành. Thì Vietmap hiểu được cái khách hàng, họ lắp một cái đường dây và gắm trực tiếp. Khi xe các bạn tắt máy thì thiết bị tắt máy. Nhưng mà với cái bộ pin mới, đây gọi là pin siêu nạp. Siêu nạp mình giải thích rất là đơn giản, nghĩa là cái bộ pin nạp xả nó nhiều hơn và cái dung lượng nó nhiều hơn nữa. Nó giúp cho chúng ta được một cái việc là khi các bạn đậu xe tại một điểm mà nếu như xe có dao động thì cái camera sẽ kích hoạt lên. Thay vì hồi trước cái pin chúng ta rất là yếu thì không có được nhiều, nhưng mà với cái thiết bị mới này, pin dài hơn, các bạn sẽ lưu được nhiều hình ảnh hơn. Ngoài ra với cái thiết bị mới, chúng ta có một cái cụm camera vẫn là của Sony, nhưng mà cái chất lượng file nó phải nói là chất lượng file rất là ấn tượng luôn. Chúng ta thường hay biết là có những cái chuẩn như là H264, thì với cái thiết bị mới này chúng ta có là H265. Cái bit màu nó sẽ cao hơn, nó giúp cho chúng ta có được cái hình ảnh tốt hơn, cái cân bằng sáng nó cũng tốt hơn, cái đó là quan trọng nha bạn. Nếu các bạn đi ban đêm á, cái cân bằng sáng nó tốt á, thì nó giúp chúng ta nhìn được chiếc xe nó rõ hơn, biển xe người khác cũng rõ hơn. Cái camera TS2K này chúng ta sẽ có camera trước và sau luôn. Camera phía trước này đang là độ phân giải là Super 2K và cái chuẩn là H265. Còn với cái camera phía sau là Full HD với cái chuẩn là H264. Và cả hai cái camera này cũng có hai cái góc nhìn cũng khác nhau luôn. Cái ở phía trước chúng ta có được 170 độ, còn cái phía sau là chúng ta có được 150 độ. Về cái lưu lượng về bộ nhớ thì với cái camera này chúng ta có thể gắn được một cái thẻ nhớ là 128GB và với cái class 10 luôn. Một cái điểm mà mình rất là ấn tượng trên cái camera hành trình mới này đó chính là cái khả năng mà các bạn trích xuất cái dữ liệu ra. Trên cái thế hệ mới này chúng ta có một cái wifi 5G. Lúc nãy mình đã thử, mình lấy một cái video clip và cái dung lượng file á, nó sẽ hiển thị lên là 320MB. Và cái khả năng mình download cái video từ cái thiết bị vào điện thoại di động cá nhân á, cái thời gian mà download xuống nó chưa hết của các bạn khoảng 10 giây nữa. Rất là tiện dụng và nó giúp bạn dễ dàng quan sát và điều khiển được tốt hơn luôn. Cái khả năng nhận diện của hình ảnh cũng rất là tốt, các bạn có thể nhìn vào ban đêm, ban ngày. Và đây là những hình ảnh mà mình sẽ cho các bạn nhìn thấy là cái camera này nó quay như thế nào. Phía trước có camera phạt nguội sắp ra khỏi khu dân cư. Tốc độ giới hạn tiếp theo 60 km/h. Bây giờ thì đánh giá tổng quan là vậy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà chúng ta có thể sử dụng cái thiết bị này. Nhưng mà bây giờ mình phải đậu xe đã nha. Những hình ảnh mà các bạn vừa mới xem được ghi lại bằng cái camera hành trình TS2K này á. Và cái điểm mà mình rất là thích đó chính là cái độ phân giải cũng như là cái cách mà chúng ta trích xuất được cái video ra với cái thiết bị điện thoại thông minh của mình. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để làm được cái điều đó như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu
bấm trên cái thiết bị, và trên thiết bị chỉ có duy nhất một nút thôi, một nút ở ngay vị trí đây, và bấm vào một xíu nó sẽ nghe một cái tín hiệu thông báo. Và khi chúng ta bắt đầu có wifi rồi thì trên thiết bị, và chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm wifi, thì cái tên của cái camera này sẽ hiển thị ở đây là Vietmap TS2K. Thì do mình đã kết nối rồi cho nên là bây giờ mình sẽ qua tới phần mềm. Và cái phần mềm của mình sử dụng đó chính là cái phần mềm hoàn toàn mới, nó tên là Vietmap Red. Đây, Vietmap Red, an toàn vững vàng tay lái. Thì thiết bị này do mình đã kết nối rồi thì nó hiển thị ở trên vị trí này, các bạn có thể click vào đây. Thông thường thì những cái thiết bị của Vietmap sẽ có những cái mật khẩu là từ 1 đến 8. Nên là bạn nào mà có muốn kiểm tra camera hành trình của ông xã mình đi đâu thì cũng sẽ áp dụng cách này. Rồi, và khi chúng ta bắt đầu vào được cái giao diện chính thì chúng ta sẽ có được những cái thông tin như sau. Chúng ta có thể nhìn được là camera phía trước và camera phía sau. Và chúng ta cũng có thể là nhìn thiết bị ở thiết hình ngang hoặc là dọc. Ở vị trí bên dưới này chúng ta sẽ mở vào được cái bộ sưu tập của thiết bị. Đầu tiên có những cái tab như là ảnh này, video này và những cái ảnh khóa. Ảnh khóa là sao? Ảnh khóa là khi chiếc xe bắt đầu đang di chuyển và có những cái dao động lớn hơn. Ví dụ như các bạn xuống ổ gà, hoặc là xe các bạn đang tắt máy nhưng mà có một cái lực làm cho chiếc xe nó dao động thì camera sẽ tự động ghi hình lại. Đó chính là cái ưu điểm của những thiết bị của Vietmap. Với một cái video clip mà lúc nãy mình có thử nghiệm, mình có đao xuống thì cái thời lượng của một cái video nó khoảng đâu đó 3 phút. Thì cái thời gian mà để mình đao cái video đó xuống nó mất của mình đâu đó khoảng chừng có chưa tới 10 giây. Bởi vì sao? Bởi vì cái thiết bị này đang sử dụng một cái là công nghệ Wi-Fi 5G. Nó giúp cho cái chuyện mà load dữ liệu hình ảnh nó tốt hơn, và các bạn cũng dễ dàng trích xuất được tốt hơn. Những cái video mà đang nằm chế độ khóa có nghĩa rằng là nó sẽ không bao giờ bị rơi vào cái vòng lặp, nó sẽ không bị mất cái video ở đâu các bạn. Rồi, chúng ta sẽ có cái gì ở đây nữa? Chúng ta sẽ có cái chế độ bấm ghi hình hay là không ghi hình ở ngay trên màn hình. Ngoài ra thì có thể bật tắt được cái mic. Bây giờ chúng ta đến với lại cái độ phân giải. Thì trên cái camera hành trình TS2K này thì tất nhiên chúng ta có màn hình độ phân giải 2K. 2K sẽ ở camera phía trước và ở phía sau sẽ là Full HD. Đây, như các bạn đã nhìn thấy, 2K chúng ta sẽ có là 144 với lại 30 frame. Ở trong cái phần cài đặt của video á, chúng ta có thể cài đặt được luôn cả cái thời gian ghi hình của vòng lặp. Tức là các bạn có thể thích một khoảng thời gian là 3 phút, các bạn lặp lại 2 phút hoặc 1 phút. Thì thường mình sẽ chọn là khoảng thời gian là 3 phút. Thì tại vì có những cái khoảnh khắc mà mình cần phải lưu nó dài hơn, 3 phút nó sẽ là gọi là tối ưu nhất cho mình. Ngoài ra bạn có thể điều chỉnh được luôn cả cái cảnh báo giao thông. Ví dụ như các bạn mà gọi là tự tin trên đường và các bạn rất là thuộc đường thì không có cần tính năng này. Nhưng mà nếu các bạn không có tính năng này thì là một cái sự rất là nuối tiếc khi các bạn mua một Vietmap để xài cái tính năng cảnh báo giao thông mà. Tiếp nữa là chúng ta sẽ có một cái góc nhìn của wide, super wide. Và có cả timelapse nữa. Ui, bạn nào mà đi chơi mà thích hình ảnh á, mà thích mà đi dụ điểm nào lạ hay, có thể áp dụng cái camera hành trình này là một cái GoPro nhỏ nhỏ backup để làm được timelapse được 0.2 giây, 0.5 giây, 1 giây nè. Cái độ nhạy của sensor giống như nãy mình vừa mới nói, nó có thể là hiểu được những cái dao động trên chiếc xe. Ví dụ như một người nào đó họ đứng lại, họ đụng vào cái xe của các bạn thì cái camera sẽ bắt đầu kích hoạt. Thì các bạn có thể điều chỉnh được cái độ nhạy của sensor. Thì ở trên này chúng ta có được 3 chế độ là thấp, trung bình và cao. Thì theo mặc định là trung bình. Nhưng mà theo mình thì nếu các bạn xài thì nên để chế độ thấp. Bởi vì để chế độ trung bình, ví dụ như mèo hay là thú cưng có thể đụng vào chiếc xe là sẽ ghi hình lại. Tính năng wifi của thiết bị chúng ta có thể cài đặt trực tiếp bằng cách là vào hệ thống để chỉnh sửa lại là về cái khởi động của wifi khi cái thiết bị này bắt đầu luôn, hoặc là chúng ta bật tắt theo như lúc nãy mình vừa mới làm. Ở trong này chúng ta cũng có thể điều chỉnh được luôn cả cái tốc độ GPS, hiện tại đang là +5. Ngoài ra thì các bạn có thể điền số xe vô, thì khi các bạn điền số xe vô đây thì khi cái video clip các bạn xuất ra sẽ nhìn thấy được cái biển số xe của mình ở ngay đó. Nó cũng khá là hay, đó cũng là một cái cơ sở để mình thể chứng minh là ok, cái khoảng thời gian đó, cái địa điểm đó và biển số xe tôi đó, tôi có đi đúng hay sai đó. Đối với những bạn nào mà đang đi xe sang, những chiếc xe như là Lexus hay là những chiếc Mercedes Audi mà các bạn bỏ qua cái camera hành trình TS2K này, đó thật sự là một cái điều gọi là rất là luyến tiếc luôn á. Bởi vì sao mình nói vậy? Bởi vì á, thứ nhất là cái phong cách thiết kế của cái camera này nó rất là đẹp. Nó giúp chúng ta, nó tinh gọn lại, nó rất là gọn gàng, không bị vướng tầm nhìn. Các bạn nhìn nó một cái thanh ngang, nó ngang vừa tầm với lại cái kính xe của các bạn luôn nha. Nghĩa là các bạn nhìn đây, các bạn cầm lái, các bạn sẽ không cảm giác được có cái camera hành trình nào ở đây hết á. Mà khi người ngoài nhìn vô cũng sẽ cảm thấy nó một cái liền mạch, giống như là một con mắt thần, một cái gì đó thôi. Và cái đặc biệt á, ở cái chuyện là Vietmap họ nghiên cứu rất là nhiều, họ tìm hiểu rất là kỹ những cái cách của người dùng và những cái sự nâng cấp của một chiếc xe. Những chiếc xe mới bây giờ, xe hiện đại thì nó không còn những cái kiểu mà dắt cắm, kiểu tẩu thuốc nữa. Đối với xe cũ hay là những chiếc xe thế hệ cũ nha, đối với những chiếc xe thế hệ cũ chúng ta vẫn còn cái tẩu thuốc, nhưng với xe sang là không còn.
họ thay thế tất cả bằng những cái dắt cắm tai C hoặc là tai A. Thì cái điều này Vietmap đã bắt đầu nghiên cứu và họ đưa ra một cái giải pháp, đó chính là cái bộ IC của họ, họ sử dụng bằng cái dây tai C và cái vị trí nó lắp ở vị trí này như zin. Và cái vị trí này nó như zin, như zin là giải quyết gì nữa? Một cái điểm tiếp theo nữa đó chính là khi mà chúng ta tắt máy xe thì cái camera này cũng sẽ tắt và nó sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng tới cái chuyện mà điện của chiếc xe các bạn sẽ hút bình, hao bình hoặc là những cái hư hỏng của bình điện. Các bạn thắc mắc là tại sao cái chuyện nó quan trọng thì các bạn hãy thử sạc giá của một bình điện xe mạc sẽ biết cái giá nó mắc như thế nào. Thì cái cách mà Vietmap họ tinh tế tới mức độ như vậy, họ làm một cái chuyện như thế này thì thật sự mình rất là thích. Và khi các bạn cắm cái jack vào plug and play thì thiết bị sẽ tự động kích hoạt. Đấy, một sự rất là gọn gàng, rất là đẹp. Và khi các bạn ngắm dây vào là tự động thiết bị sẽ lên rất nhanh và bắt đầu ghi hình luôn. Và trên vị trí này chúng ta sẽ nhìn thấy được là một cái dấu nháy màu đỏ, red, tức là đang ghi hình. Màu xanh lá cây là đang báo là GPS. Ở đây chúng ta có một cái mic và nếu như các bạn tắt bật thì nó sẽ hiện cái đèn ở đây. Rồi ở đây là một vị trí tản nhiệt. Và cái bó dây á, sẽ được luồn rất là chỉnh chu ở vị trí này. Và chúng ta sẽ có một cái đường dây camera ở phía sau. Ngoài ra thì trên cái camera Vietmap TS2K này chúng ta có một cái tính năng khá là đặc biệt, đó chính là cái an toàn chủ động khi đậu xe. Nhưng mà để xài được cái tính năng này á, các bạn sẽ phải xài cái bộ AC nối trực tiếp với điện nguồn. Thực ra thì mình thấy cũng không cần thiết lắm, bởi vì cái pin mà pin siêu nạp như thế này đã dư sức để làm được những chuyện đó rồi. Nên là như vậy là quá đủ rồi. Cái thiết bị của Vietmap thì tất nhiên chúng ta sẽ có được là một cái tính năng cực kỳ quan trọng mà gọi là độc quyền của Vietmap luôn, đó chính là cảnh báo giao thông. Và trên cái camera hành trình này, tất cả những dữ liệu được cập nhật liên tục và thường xuyên. Rồi, như vậy là tất cả những gì mình vừa chia sẻ đó chính là những cái gì mới nhất được cập nhật trên chiếc camera hành trình của Vietmap TS2K. Cái video này được dựa theo rất là nhiều lời khuyến khích từ các anh em đang đi trên hội Mercedes. Nên là các bạn đang đi Mercedes hoặc các bạn đang đi những dòng xe Audi, xe sang thì cũng thể nghiên cứu và tham khảo cái sản phẩm này. Và thật ra nên mua đi, bởi vì cái mức giá các bạn bỏ ra nó rất là rẻ, nó không mắc đâu. Mà nó có như là nó ngang ngửa một cái hãng đến từ Hàn Quốc mà rất là nổi tiếng. Thiết kế cũng tương tự như vậy. Rất cảm ơn các bạn xem video clip này và các bạn nhớ like, subscribe và coi như là chia sẻ video clip này để có thêm nhiều người quan tâm về sản phẩm này. Còn các bạn thắc mắc gì về Vietmap thì cứ để lại bình luận bên dưới. Mình với lại các anh em sẽ cùng chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Cảm ơn các bạn xem video clip này nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục hành trình mình đi chứ Đoàn đã bỏ mình đi mất tiêu rồi. Ok, bye bye.